Hôm nay là ngày 3 tháng 10 năm 2018 thì là Lâm và ba má có đi New York, thì bây giờ là ngày thứ hai ở thành phố New York và bây giờ là ba người gia đình đang đi đến ferry để đi qua tượng nữ thần tự do, là bức tượng biểu tượng cho thành phố New York của Mỹ, để đi qua được biểu tượng nữ thần tự do thì mọi người đang đi bộ tới bến phà, theo tiếng Việt là bến phà, trên công viên Battery Park. Cách cho đậu xe chỉ có 2 block đường mà thôi. Rất là may mắn khi chúng tôi tìm ra chỗ đi chỗ đậu xe. Ở New York này rất là khó kiếm chỗ đậu xe. Rất may mắn, nó đậu xe rất là nhỏ, nhưng chúng tôi đã cố gắng nhét vào. Bến phà thì mọi người phải đi vào, nó gọi là Castle Clinton để mua vé và lại đằng kia cách lại. Vâng, bây giờ là ba tôi đang xếp hàng để mua ticket qua cái tượng nữ thần tự do. 3 tickets please. How much, Daddy? 55 something. 55, 50. Awesome, thank you. So do we need to get a ticket again to get back here? No, I guess I'm wondering. Oh, okay. For two ways. Thank you. Alright, thank you. Tại là ba chiếc vé để đi qua đường nữ thần tự do. Bây giờ là mọi người đang tiến đến bến phà. Bẹo bẹo trái mời. Đi vào bến phà. Theo tiếng Anh nó gọi là ferry. Để xem bến phà bên này nó giống như bến phà Thủ Thiêm hay không. Để đợi. Cũng có xét vé. Và tổng giá trị của ba chiếc vé này. Reserve. Excuse me, this one is going to be my first time, so which one is going to be? What can I take you to? I think you're here. Oh, right here. Oh, thank you. Go ahead. Thank you. Thank you. Tại vì nó có hai lane. Một lane là flat, một lane là reserve. Thì không biết là đi lane nào nên mình phải hỏi. Đây là đường đi ra bến phà. Thì chắc hẳn là khác hẳn bến phà Thủ Thiêm ha. Đây là hai vị của nhà tôi. Ta kia có thể gọi là ferry building, ferry building, là bến phà luôn. Và ở đây mọi người đi theo một cái trật tự nhất định chứ không phải là chen lấn nha các bạn. Và kế bên là cũng có người phục vụ âm nhạc giải trí. Got it.
Trang lên xong thì chúng tôi đang tiến ra bến phà. Và đây sẽ là chiếc phà mà chúng tôi sẽ bước lên và tiến tới từ cái thành tự do. Xin bà hãy cho tôi biết cảm nghĩ của bà ngay ngày hôm nay, ngay bây giờ ở tại đây. Không nói lên lời à. Vì quá vui và hạnh phúc rồi. Giờ là toàn bộ nhân viên của bến phà bắt đầu chờ bởi vì mà đợi đến. Vài phút nữa thôi là gia đình chúng tôi sẽ đạt đến tượng nữ thần tự do, là một biểu tượng của cả nước Mỹ. Vâng, các bạn hãy đợi xem trong vài phút nữa.
phía sau của tượng nữ thần tự do mình qua đây thì chuyển tới nữ thần tự do. Đây là hình ảnh sau lưng của tượng nữ thần tự do. Chúng tôi đang tiến tới cửa vào để đi lên bức tượng. Do chúng tôi không có chuẩn bị kỹ để mua vé nên chúng tôi chỉ mua vé đi ở phía dưới tượng thôi, không được leo lên, đáng tiếc. Muốn mua vé leo lên phải mua online, mà qua tới đây rồi thì không thể được cấp được vé, đáng tiếc. Và mọi người đang tranh thủ chụp là khuôn mặt phía trước của tự do và về đường như vậy thôi. Tôi lại nhớ về bắt chúng ta nếu đang trời này ở Việt Nam thì nó sẽ được vào nồi lẩu nấu cháo.